Xin chào quý vị. Bây giờ mình trên đường đi từ Yaresu Mánh Mờ đây, đi vào Úc-si. Đi trên đường đi vào chỗ mà khu villa của người mình mua nhà ở rất là đông. Đây là Úc-si, Úc là con bò, si là cái chỗ để cho con bò làm việc, vừa ăn vừa si. Úc-si. Úc-si là chỗ con bò. Đây là đồng cỏ, hồi xưa là hoang vắng. Và bây giờ là chuẩn bị cho những cái nhà biệt thự mọc lên, san sát với nhau. Đa số người mình cũng tập trung ở đây một phần. Và trên đường đi tới chùa Trúc Lâm ở Thị Điển Bánh Mờ, nằm ở Úc-si. Thì tới đó rồi quý vị cứ vào chùa Trúc Lâm Úc-si Mánh Mờ là quý vị biết là nhân vật nào. Đây là cái đường Lan Ve, là đường tỉnh lộ. Thì tới đó rồi mình mới giới thiệu cái rừng Trúc Lâm. Họ ở đó cũng hoang vắng nhưng mà mọc lên một cảnh chùa. Bây giờ mình trên đường đi thỉnh chuông mỏ, đi thỉnh kinh đây. Có ba thầy trò, thay vì tam tạng thỉnh kinh thì có bốn thầy trò, còn mình bây giờ có ba tam sư. Sư ông, sư nữ, sư thầy đi đây. Ba sư thầy đi thỉnh chuông mỏ hợp tác lắm bạn. Đây, cái khu này là khu Úc-si đó quý vị. Tới chút nữa đó, đường này là tỉnh lộ Lan Ve, chạy 60 cây số một giờ. Đó, cánh đồng. Rồi bây giờ bắt đầu mặt son sắt lên. Bên phải là những cái công ty. Ở đây chỉ chạy 40 màu xanh thôi, ba mấy rồi xuống. Đây, bên trái này nè quý vị. Bên đó Hoa Huy Hoàng Gia này là nhà của bà con mình ở, nhưng bây giờ tối rồi không có thấy được nhiều, ban ngày thì mới thấy mồm một. Hơi lo quay đường nhiều hơn rồi. Đi tỉnh lộ đây, con người thích coi đường đi nước bước, dò dẫm con đường đi, tại vì ơn trước ma quái đầy đường đó. Andelot đây, Úc-si quẹo vô đây nè quý vị. Mình quẹo vô đây. Đó, Úc-si là Úc là bò. Úc-si đó, nó tên là Sia. Đây quý vị đi xe buýt số 1 vô đây. Thấy chưa? Đó. Ở Sodeven. Quý vị muốn vô trong chùa Trúc Lâm là quý vị đi xe số 1. Chạy tới nơi luôn, từ Sodeven bến xe buýt chính hay là ở ga xe lửa. Đây, công trình này xa là từ năm 2000 đến năm 2012 thì sắp sửa soạn và chùa dọn vào. Thì mùa khi mà động đất ở Nhật Bản là bắt đầu thầy dọn vào trong chùa mới. Bây giờ đã được lên hòa thượng rồi, đạt được mục đích rồi. Vâng, thì cũng sung sướng lắm rồi, còn muốn gì nữa. Sau 50 năm tu hành. Thì tu hồi mười mấy tuổi thì 50 năm thì 60 mấy là cũng ngon rồi. Ở ngoài đời thì cũng làm nên sự nghiệp, ở trong đạo thì cũng tạo chùa chiền, rồi bắt đầu tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Tiếp độ chúng sanh. Nên là mình tiếp tăng độ cho Úc-si đây. Đó, bên này là bên phải. Đây là những khu nhà tuyệt vời. Mình đi thỉnh kinh mà ma quỷ nó phiền não vậy. Đó, vô trên này là đường xe lửa Úc-si. Ôi dà, 40 cây số một giờ. Nghe đã chưa? Thấy chùa thì tu, thấy quỷ thì trừ, thấy Phật thì lại nghe quý vị. Nhưng mà coi chừng, Phật Phật ma ma nói chính tà, ma ma Phật Phật bởi do ta, ma đi với Phật mặc áo cà sa,
đi chứ mà mặc áo giấy quý vị ơi. Đây hồi xưa đây là cánh đồng. Đây xe buýt này quý vị, số 32 nè. Xe liền ngàn cũng đi nữa nè, 32 cũng vô đây nữa. Vô chùa Trúc Lâm. Rừng Trúc Lâm của Phật hồi xưa đó. Rừng Trúc. Đây hồi xưa cánh đồng, bây giờ mọc lên nhà ở đây. Chắc đốc tờ mua mệt mua nhà ở đây quá. Bây giờ mọc lên mấy cái chung cư. Dạ. Có bạn của cậu ống mới học 5-7 năm, bây giờ tốt nghiệp ra trường rồi. Làm bác sĩ rồi, mua nhà ở đây. Wow. Đấy. Đường vào chùa đây, đi tới gần Thiên Trúc rồi đây. Bữa nay thầy trò tâm tận đi thỉnh kinh, cùng mình đi thỉnh chuông mỏ. Dạ. Cái mỏ là để cho con cá. Con cá tượng trưng cho tỉnh thức, không có ngủ. Nó ngủ nó cũng không nhắm mắt. Còn cái chuông là tiếng chuông, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Dạ, chùa. Chùa ở đây hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, chùa trồng mấy hàng cây thông này quý vị. Quay từ từ cho quý vị coi nè. Đó, quý vị thấy chưa? Đây, pha đèn trước nè. Quay đây, đó, quý vị thấy chưa? Đường vào Trúc Lâm Yên Tử đây, chùa Trúc Lâm. Trúc Lâm từ từ. Đường vào Trúc Lâm Yên Tử đây. Dạ. Yên. Nếu mà chết mới yên, tử không yên. Đó. Chùa cái cổng đây. Phải cổng chùa không? Đúng không? Rồi. Mình đứng ở đây, mình điện thoại cho chùa. Dạ. Bây giờ là quay cảnh chùa. Dạ. Từ từ, từ từ. Bây giờ mình... Dạ. Vâng, vâng, không sao. Bây giờ mình lấy điện thoại, mình điện. Vâng. Dạ, xin quý vị giới thiệu quý vị. Bữa nay A Huy Hoàng Gia làm chương trình Trời Âu Xa Xứ, ghé thăm ngoài công viên, rồi cái vườn của chùa. Ở đây là những cây trác bá tùng xanh mòn lối cũ, bỗng nghe chuông sớm tỉnh hồn say. Trúc Long một tối lại đến đây, trúc bá tùng xanh mòn lối cũ, bỗng nghe tiếng chuông mà không nghe. Vâng, tại vì mình đến trễ rồi. Nên là làm phóng sự buổi tối cho quý vị. Đây cảnh chùa mới vừa xây lên. Đây là bây giờ mình đương đi vào đất của chùa đây, đất của Tam Bảo đây. Đó quý vị thấy chưa, chùa chưa có lên đồ gì hết, Đức Phật vẫn ngồi từ bi ở đây. Ngài ngồi một mình ở đây nè, mình đi vô đảnh lễ nè. A Di Đà Phật. Sư cô còn vô chùa nữa ha. A Di Đà Phật. Vô đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thằng nhỏ nó đem đồ vô cúng dường cho sư cô, mà tại gấp đi công chuyện đó. Rồi đợt khác A Di Đà Phật. Đức Phật từ bi miệng mỉm cười. Không sao, có nhiều đàn cho ngài rồi. Bây giờ cứ quay đi. Đây vẫn thấy mà. Đây Đức Thế Tôn đang ngồi lạnh lẽo, cầu mong có thí chủ nào tới để mà cúng dường xây cái chánh điện. Ở đây ông Tâm Huệ trụ trì chùa này, và ông Kha Sơn đó. Hôm nay mình có duyên buổi tối đi thỉnh chuông mỏ. Nhờ ni sư Nico Thích Quảng Diệu thì cũng cầu nguyện ơn trên Tam Bảo độ trì cho chùa Trúc Lâm được sớm có cái ngôi bảo điện. Và đại hùng bảo điện. Cũng mong mỏi quý vị thập phương bá tánh tới để mà ban đêm cúng dường. Nhờ công đức.
thì mong mỏi quý vị góp bàn tay. Ở đây qua đa số bà con ở Mến Mờ cũng đã chung vai góp sức nhưng mà chưa có đủ. Thì hôm nay Phật tử Quảng Nhiên có dịp mà có duyên đi thỉnh chung mỏ về tụng kinh niệm Phật cầu nguyện, cầu ăn cho bá gia bá tánh quốc thế dân an, âm siêu dương thới, cầu Đức Thế Tôn hộ độ cho tất cả quý vị trời Âu xa xứ, do chương trình Âu Huy Hoàng Gia lan tỏa. Nếu mà quý vị cảm thông được thì nên chia sẻ và lan tỏa. A Di Đà Phật. Dạ, vừa rồi mình có làm lễ thành đạo của Ngài, mà hôm nay Ngài từ Việt Nam qua được mấy năm, Ngài ngồi ở đây, Ngài bắt ấn Tam Muội. Dạ, thì cầu nguyện cho ông Tâm Huệ được phát thể kinh an, các tường như ý, chúng sanh dị độ, chư tăng ni trong chùa được tam bảo gia hộ, thân tâm thường lạc, Phật sự sớm viên thành. A Di Đà Phật. Dạ. Ở đây có cặp voi. Dạ, nghe nói cô Năm cúng dường đây. Mới nghe thì nghe phong phanh thôi. Dạ, đây. Cô Năm cúng dường đây. Dạ. Dạ, cô Năm cúng dường. À, chỉ biết cô Năm thôi chứ mình chưa được phép nói lên tên của cổ, nhưng mà cổ là pháp danh Thiện Khung. Dạ. Mình biết cách đây mấy chục năm rồi. Gia đình rất là thâm tín Tam Bảo, luôn luôn ủng hộ cho Tam Bảo. A Di Đà Phật. Dạ. Ảnh lễ Đức Thế Tôn. Dạ. Dạ. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông. Dạ. Dạ, đây khu đất chùa rất rộng. Quý vị coi đây, đây là cái chỗ để chuẩn bị cho xây chánh điện đó. Ngài ngồi đó mà chưa có chánh điện. Dạ. Dạ. Wow, phóng viên đi làm chương trình dữ á quý vị. Dạ, cameraman á, thích chùa chiền với Phật Pháp từ ngay từ nhỏ rồi. Ngay từ ở Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Dạ. À, người theo Thiên Chúa nhưng mà rất mến chùa, yêu đạo Phật. Dạ, mến Thầy, thương chùa, mà nhớ Phật. Người ơi, tôi nhớ quê tôi, nhớ trăng giữa tháng, nhớ chùa quanh năm, chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi. Thế rồi tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, cho ôi tôi bỏ chùa. Bài thơ đó đương gian dở, quý vị có nghe ở trong cái chuyến đi mua pizza đó, với là mua đồ của hamburger đó. Dạ, nửa chừng. Đây, bắt đầu bây giờ mình lui, mình từ giả cảnh Tam Bảo, cảnh chùa. Đó, bây giờ mình quay lại bên này. Ở trước chùa nó có cái mấy công ty, nó ở ngoài. Yeah, sửa xe trong này cũng được. Ai vào sửa xe thì vô thăm chùa. Private store ở trong này. Đây, bắt đầu mình từ giả mình ra đi đây quý vị. Bữa nay mình mới vừa thỉnh được chuông mỏ. Dạ, rất là tuyệt vời. Có pháp khí rồi. Mình từ từ tụng kinh niệm Phật, đem tiếng mỏ hồi chuông và tụng kinh niệm chú. Dạ, niệm chú chứ không có niệm thiếm. Dạ, chú thì không sao. Dạ, chú thì bí mật rồi. Vâng. Bữa nay mình đi thỉnh kinh, trước là nghịch duyên nhưng mà sau là thuận duyên đó quý vị. Dạ, thường thường mình tu hành nó khảo đạo. Dạ, không sao cả. Nhờ ơn Phật độ, bữa nay mình vô mình đảnh lễ được Đức Thế Tôn. Ngài đã về đây trụ xứ có 5-7 năm rồi. Ngài ngồi lạnh lẽo thấy thương quá. Mình hiểu mình mới thương, thấy Ngài ngồi lạnh lẽo quá. Dạ, nhưng mà mình thì lực bất tòng tâm, sức
Sức thì không có, chỉ có cái tâm thôi. Mình cũng đến đây xứ lạ quê người, trụ xứ cũng ngày ba bữa là cũng phước lắm rồi, có ăn có mặc, cũng nhờ người này người kia mà mình có được đời sống nó nhẹ nhàng một chút. Vâng, cũng phải có già đâu bằng tay giúp đỡ mình. Bây giờ mình trên đường trở ra mánh mờ. Quý vị ở xa cũng như ở khắp mọi nơi Âu Châu, nếu có dịp cũng nên về mà nếu mà có duyên đến Đan Mạch Thụy Điển thì cũng nên ghé thăm chùa Trúc Lâm, là lấy tên rừng trúc ở Ấn Độ mà nơi Đức Thích Ca đã thuyết pháp độ sanh. Vâng, chùa là chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vâng, thì quý vị nên đưa con em từ nhỏ đến để mình kết duyên với Phật Pháp. Nên mà có nhiều người đến chùa nhớ mùi nhang của chùa mới trở lại về chùa. Vâng, thế vậy thì mong rằng quý vị ở Thụy Điển có dịp đi miền Nam cũng nên đến Úc Si để trước lại Phật, thăm chùa, viếng thầy, để kết thiện duyên với Tam Bảo. Có thầy mới có chùa mới thờ Phật, thờ Phật để mà mình học giáo lý của Ngài, để hiểu được đời sống hàng ngày của mình thôi, chứ không phải mình vô mình thấy Phật mình cầu xin cái này thế kia, cái đó là do cái tâm của mình thôi. Đức Phật lúc nào cũng từ bi miệng mỉm cười. Mình muốn xin gì thì mình xin, cho hay không là cái chuyện đó do cái tâm của mình. Cứu khổ ban vui. Đây trên đường từ Úc Si mà trở ra lại Mánh Mờ. Ở đây là có cái cục này đây, mà lâu quá mình không đi con đường ngựa quen đường cũ, nhưng mình lâu quá 5-10 năm nay mình cũng ít đi cái đường này. Nếu quý vị nào đi vào Úc Si cũng có một cái lỗ, nếu mình đi ngang qua mình chạy quá tốc độ là nó kêu cái rầm cái bánh xe của mình đó. Nói là nãy giờ cũng khô cái cổ rồi đó. Bây giờ mình chạy đó, quý vị qua đi. Cái khu nhà này là đa số là mới xây dựng 10 năm nay. 10 năm đến 20 năm á, bà con Việt Nam mình cũng ở đây cũng số trên dưới 5-3-7 người, có thể 10 gia đình cũng có nữa. Hồi nãy thì thấy rõ mà bây giờ ngăn bờ đất rồi, để giảm tiếng ồn ào ở ngoài xa lộ. Chỗ này là chỗ Úc Si đây. Đây quý vị qua đi. Đây là cái chỗ này người Việt Nam mình ở đông lắm. Có lần mình cũng là đưa người bạn vô đây mình cũng thấy qua rồi. Đây là trạm xe buýt nè, đi tới thăm đó. Bây giờ thì nó không chạy, nhưng mà chiếc này là chiếc vào Úc Si đây. Quý vị nhớ là số 31 với số 1. Một chiếc mà chiếc nào cũng chạy ngang qua đây rồi vào trung tâm gần chùa Trúc Lâm của ông Tâm Huệ. Ông Tâm Huệ lên hòa thượng được từ năm 2019, đúng 60 tuổi năm 2019. Thì cũng mừng, trong cuộc đời tu hành ai cũng muốn mình được giáo phẩm, được thêm lên hàng giáo phẩm. Sau những năm tháng tu học 20 năm đầu thì 40, nếu mình có chùa chiền tiếp tăng độ chúng thì mình sẽ được lên thượng tọa 40 tuổi. Còn nếu mình làm chùa, mình có công đức đi hoàng dương chánh pháp, tiếp tăng độ chúng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, nếu có nhiều đệ tử thì mình được giáo hội tấn phân lên hòa thượng đó. Ở trong đời thì mình, ngoài đời trong đạo thì vậy, ngoài đời thì mình 40 là mình làm ông nội được rồi.
60 mình làm ông cố được rồi. Dạ, có gì đâu. Dạ, 20 tuổi thì làm cha, 25 tuổi làm cha, 40 làm ông nội. Dạ, 60 tuổi thì mình làm ông cố, thì trong chùa cũng vậy. Dạ, đại đức 20 tuổi thọ tỳ kheo giới, rồi mình làm việc Phật sự rồi ngon lành thì 3 năm hay là 5 năm, 23, 25 tuổi mình được tấn phong lên đại đức cũng ngon. Nhưng mà tu hành thì không ham danh, nhưng mà đó là cái chức vị để cho biết cái đức độ của mình. Giống như ở ngoài đời 18 tuổi sau 5 năm mình tốt nghiệp làm cử nhân, tốt nghiệp đại học, sau đó mình lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì cỡ 27 tuổi, 30 tuổi là ngon rồi. Thì mình làm 10 năm thâm niên công vụ, làm Phật sự, tam thập nhi lập, tứ thập bát hoạt. Dạ, còn 50 tuổi thì tri thiên mạng. Là 50 tuổi là mình thấy cuộc đời mình nữa đời người, mình phải biết cái mạng của mình rồi. Đó, xong. Là 60 tuổi nên còn sống thì mình được làm ông cố, được tấn phong lên hòa thượng. 40 tuổi thì lên thượng tọa. Thì ông Tôn Huệ bây giờ thì ông cũng đạt tới giáo phẩm rồi. Hàng giáo phẩm lớn rồi, ông làm chùa rồi. Bây giờ chỉ kêu gọi một số Phật tử phát tâm xuất gia để cho Ngài tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, dạ, tổ ấm trùng quan. Dạ, sau này ông 100 tuổi thì thành chùa tổ. Dạ, có tiếp dẫn hậu lai, có ai đi tu thì báo Phật ân đức, sau đó thì tổ ấm trùng quan chứ có gì đâu. Dạ, chùa chiền là vậy rồi. Ở ngoài đời thì cũng phải có ông bà cha mẹ tổ tiên, trong chùa cũng vậy. À, quý vị khai sơn chùa chiền xong rồi, nếu mà 100 tuổi thì trở thành chùa tổ. Bây giờ tổ khai sơn còn sống mà, đâu có gì, Ngài còn hiện thế. Bây giờ cũng có chư tăng chư ni cũng hiện hữu. Dạ, nhưng mà chưa có đông thôi. Cầu mong Tam Bảo độ trì cho cảnh già lam của Trúc Lâm được có nhiều vị phát tâm xuất gia tu hành để tiếp tục nối dõi dòng tổ tiếp truyền. Vâng. Cái đó là ai cũng mong ước hết. Có chùa thì phải có tăng độ chúng. Có nơi để cho chư tăng chư ni vừa tu học vừa thực hành giáo lý của Đức Phật. Trong mong có một vị nào đó phát tâm thì cúng dường. Nếu mà vị nào mà cấp cô độc để mà giúp cho đem ra chúng trưởng giả cấp cô độc mà lốt vàng của cây Thái tử Kỳ Đà để mà xây chùa chánh điện cho Đức Thế Tôn ngồi ngoài lạnh lẽo, Ngài được thỉnh từ Việt Nam qua cũng 5-7 năm gì rồi, Ngài còn ngồi giữa gió sương gió tiết còn hơn Đức Thích Ca ngồi trong rừng 6 năm có hạnh rừng già nữa, được che nắng che mưa bằng cái cây bồ đề che nắng che mưa. Dạ đúng rồi, bây giờ mình đi qua bên chợ Cốp ở đây quay cho quý vị một vòng nè. Đó, trường đua ở đây, mình vòng lại mình quay chợ Cốp. Đây quý vị qua đây, đây đó những người cầu mà cầu mai nè, cá độ nè, cá ngựa nè, là cái chỗ này đây. Cũng ít có người mà trở nên danh phận lắm, mà đa số là coi như thương loài vật đóng góp vào để mà nuôi mấy con ngựa. Đó. Đó, quý vị thấy chưa? Đây, cái trường đua đây. Trường đua này tương lai sẽ... Vâng. Tương lai sẽ dời ra ngoài cách đây vài ba cây số, rất là đẹp. Đó. Đây. Đúng. Đây, wow,
ngựa đẹp không? Đó. Đó. Ở đây là trường đua, bữa nay người ta đương giật ngựa. Vâng. Đây là con ngựa trường đua quý vị. Đây, con ngựa này là con ngựa bay, rất là đẹp. Dạ. Con ngựa này là con ngựa để mà tượng trưng. Wow, con ngựa nhảy đẹp không quý vị thấy không? Đó, mình vừa vô chùa mà mình vừa vô trường đua. Dạ. Con ngựa rất là đẹp. Dạ. Thời trai trẻ thì mình cũng ở đây một thời gian ngắn, nhưng mà mình đã nghỉ trước năm 2007 rồi. Dạ. Cái đây là coi như con ngựa thân thương. Dạ, mình cũng có nuôi ngựa. Dạ, nuôi chung với người ta. Dạ, đây mình dạ mình coi ngựa. Người ta đương đua, đương chạy. Đó, rất là có duyên, bữa nay có ngựa chạy người ta tập. Dạ. Vậy là cũng vui lắm lắm đó. Hồi xưa cậu ấm cũng có tập ở đây. Năm 2006 có được cho những ung đôm mà cưỡi ngựa, những người trẻ, và cũng đã chạy được cưỡi ngựa chạy quanh cái vòng ở đây đua tới hàng năm. Bữa nào có dịp thì quý vị sẽ thấy, và được cái nón và màu áo được đăng ký ở trên đua ngựa của nhà nước Thụy Điển. Hồi xưa còn ấm cũng có chạy đây rồi, có học nghề trong này và có bằng cưỡi ngựa. Dạ, cũng đi chăm sóc con ngựa và có con ngựa đàng hoàng. Dạ. Nên là nghề nào cũng cho học hết. Nghề đá banh nè, chơi bóng rổ nè, rồi đua ngựa. Cậu ấm cũng đã từng đua ở đây 2006, hồi còn mới có 12 tuổi. Dạ. Đó. Đó. Bữa nay là trường đua ở đây, quá đẹp quá đẹp. Dạ. Đó. Quý vị thấy đi. Bây giờ thì ngày mai thứ ba nó mới bắt đầu đua. Dạ. Dạ. Nhưng bây giờ thì hồi xưa 3.000 người đi vào khán giả coi cá độ, nhưng bây giờ bớt rồi, còn vài ngàn người mấy năm trước. Còn bây giờ thì không còn nhiều nữa, tại vì người ta ngồi ở nhà. Dạ. Vâng. Đó, đây là cái đội xe vào ngày thứ ba với những ngày mà đua trận lớn, rất là đẹp đó quý vị thấy không? Đó, đây toàn cảnh. Dạ. Đây quay quay rồi, đẹp quá. Dạ, đây đó đó, người ta đương nói đó quý vị nghe chưa, đó thường thường ta hô vậy đó. Đây chỗ này là đó, cái bảng của nó trước đó quý vị, đó cái bảng của nó trước đó. Đó, thấy chưa, vui quá vui quá. Không ngờ bữa nay mình đi có đèn có đuốc. Dạ, cũng có chương trình đồ ngon lành. Dạ. Dạ, bây giờ mình lái xe ra quay toàn cảnh cho quý vị coi. Dạ. Đi một vòng quay con ngựa nè. Đó, pha đèn lên cho quý vị coi con ngựa nè. Lui một chút. Đó. Con ngựa bay đó. Dạ. Đó quý vị thấy không, vui chưa? Bây giờ tự giả, mình tự giả này lâu rồi. Dạ, qua một thời rồi. Đây bây giờ đậu xe. vâng, bây giờ mình qua bên kia. Đây là bãi đậu xe này quý vị. Trước rộng rãi lắm đó. Đúng. Đây. Đó. Đó quý vị thấy chưa? Đó đây, Nubira Ethnic Yeresdo đó. Nó mà xây cái mới đó quý vị.
Ôi dồi dồi, nguyên một cái bãi rộng mênh mông. Nếu quý vị nào có thân nhân, có con cháu thì muốn bạc học bằng lên thì cứ cho con cháu tới đây mà học. Đó, đó quý vị chưa có con, có đẻ, có thương, của có làm có tiếc quý vị ơi. Con người sinh ra ai mà không tiếc của quý vị ơi. Con có đẻ có thương, của có làm có tiếc. Đó. Đây bắt đầu mình quằn ra. Mình nguyên cái xăng đây để cho bà con đi đua ngựa, đi chợ búa ngày lễ lộc. Đó. Quý vị thấy thoải mái chưa? Đó. Đó. Đó, chuẩn bị bí gã cái nick mới đó quý vị, quay đi. Đó, nu bí gã vì ethnic Yeresdo. Đó, xây dựng đẹp đó, mới xây dựng ở ngoài kia đó. Đó, quý vị thấy chưa? Đó. Quý vị nào ở thị điển là đọc biết liền đó. Nu bí gã vì ethnic Yeresdo. Đó, quý vị vô địa chỉ đó là thấy liền. Đó, bắt đầu. Đó, chiếc xe mới quảng cáo. Đó, show. Audi rồi, Volkswagen đủ thứ. Đây, Yeresdo đây. Bây giờ mình đi qua, đi chợ bên này, chợ đêm. À, đây, mình quăng ra ngoài kia. Đó, đường rộng mênh mông đây. Biết rồi, đây nè. Đó. Thẳng tiến qua. Qua đường rộng quá. Hồi xưa giúp cho mấy người quen mình học bằng lái xe ở đây đây. Cứ lên xe là chạy tới chạy lui, tập tay lái cho nó quen biết. Quý vị nào có con em thì tới đây. Hồi xưa đây là cái đài truyền hình của thị điển, mà bây giờ nó làm hô địch rồi. Nó không còn xài mấy cái này nữa. Bây giờ chương trình phát thanh đây ô. Này kia cái nọ đó, mời quý vị. Đó, bây giờ mình đi vào trường đua. Mình đi ra khỏi trường đua, bây giờ mình vào chỗ chợ siêu thị Cốt. Nhà. Yeah. Vâng, bây giờ ăn hamburger hả? Bây giờ mình tới chợ hamburger đi đâu? Đây, mình vào ăn hamburger quý vị ơi. Mới mua hôm qua mà bây giờ cái cameraman muốn đi ăn hamburger nóng hổi vừa thổi vừa ăn nữa. Chỗ này ngon lắm, thường thường mình hay tới buổi sáng 10 giờ á, ít khách, người ta làm ngon lắm. Thường thường mình đi mà cỡ 10 giờ á, nhưng mà sợ là người ta làm rau cải salad hôm qua còn lại. Dạ, đó. Đây, hamburger đây, quay đi. Quá đẹp đây, nhỏ nhỏ đây quý vị. Dạ, chỗ này mình có đãi cho hai người bạn ở quận 10 đó. Ở Bà Hạc có dắt hai đứa, hai cháu qua bên này. Rồi buổi sáng trước khi qua Đan Mạch để đi Phần Lan á, thì mình có đãi ở đây ngồi rất là vui. Vâng, đó. Có hai người bạn từ Việt Nam đi qua du lịch thị điển. Yeah. Đây quý vị, đây. Quý vị có sợ vậy? Wow. Hamburger quá đẹp, quá đẹp. Yeah. Yeah, ok. À, mình đi tiểu luôn, xả mái quá. Đó, bây giờ mình ăn mình phải làm cái chương trình giống vậy, phải bịt miệng, bịt mũi. Đó, để bảo vệ chung cho mọi người. Dạ. Yeah. Trời, Âu xa xứ đương làm việc đây, hamburger rất là đẹp. Dạ. Yeah. Đó, quý vị thấy khung cảnh ở đây đẹp không? Tuyệt vời. Hoàng Huy Hoàng Gia đang làm chương trình gửi cho quý vị. Dạ. Yeah. Đây là hamburger mình vào mình mua. Dạ. Đó, quý vị thấy đó, khung cảnh đây đẹp lắm. Dạ. Đây, người ta có dám mình cắt ham hết. Dạ. Vâng, ok. Dạ, đây là cái khung cảnh hamburger. Bánh của Pháp. Đó, vâng, đây. Mình đi ra ngoài mình quay nha. Đây, đó, đây một tết cũng đó, còn. Đây là thành phố. À, bên này là bên chợ Cốt. Xíu nữa mình qua đây mình mua.
Đây Burger King. Hamburger King. Hamburger King. Đây là Hamburger King quý vị ơi. Yeah. Đây là Hamburger King. Đâu. Ủa tập làm phóng sự đâu. Đâu cần tập đâu. Mai mốt. Mai mốt sức kêu ra bây giờ đây. Dạ đây. Sức kêu ra lý chị quay giới thiệu quý vị đây, món mà Hamburger King. Ở món mà Thị Điển. Ở đây là Burger King Hamburger món mà Thị Điển. Ở xa xứ đây. Dạ. Quý vị qua đây. Xích đầu lộ diện rồi đó. Ở ngoài này không khí trong lành. Yeah. Bên kia là khung cảnh của chợ búa, đường xá. Yeah. Bây giờ cũng còn mùa Tết. Bây giờ cũng còn không khí của Noel nè. Không khí của Tết. Yeah. Quý vị qua đi. Bên này là chợ Tốt. Yeah. Xin chào quý vị, các bạn thân mến. Xin chào quý vị, các bạn thân mến. Mai đây mình cũng sẽ ra mấy cuốn cho quý vị. Mình sẽ phát kèm rối giả với vắt bờ mình có nước uống sao không mua. Mai đây mình cũng phải ra mấy cuốn cho quý vị. Ra mặt cứu quý vị. Cái này ăn cũng ngon mà. Hai cái 19 chín đồng có nước nè. Có đồ đầy đủ nè. Các bạn thân mến. Đó. Mình sẽ làm video tựa đề là gì đây? Gạch dừa. Gạch dừa đây. Trăng bạch kim. Đó, gạch dừa Vũng Tàu với hương của đó, mình đây. Bạch kim đó. Đây. Từ bây giờ mình lên xe mình lạnh đó. Từ miền Campuchia mình về. Đây. Cây này đẹp quá quý vị ơi. Ôi da, cái cây đẹp tuyệt vời. Cây đẹp tuyệt vời. Người đẹp cũng tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Người đẹp cũng tuyệt vời. Mà cây cũng đẹp tuyệt vời. Hả quý vị đi, công hai ba chuyện. Vừa đi vào chùa Trúc Lâm. Mà vừa đi ăn nhậm cảnh đi. Mình đi chơi đêm phố phường bạn đêm. Phố phường bằng đêm của Thị Điển đây. Đó, phố về đêm. Phố về đêm. Phố đêm nhiều thương tương tư. Mùa sống như sao cuối đầu. Đây cũng là một cái chỗ mà phố đêm nhiều đường tương tư. Tôi biết đời trong đời như là trong mấy trăng. Cho tôi mười ngón tiên tầng. Cho tôi mười ngón. Rất là đẹp. Wow. Diều người tôi yêu. Mùi thịt nướng quý vị ơi. Mùi thịt nướng của Hamburger. Rất là ngon. Đổi bụng quá các chị ơi. Các bạn ơi. Ôn la la, về hương ơi Việt Nam nước tôi, tôi mong từng giờ đừng xa nơi. Ôi da ôi da, ôn la la, ôn la la. Đây ông Huy Hoàng Gia, cậu ấm đi vào mua hamburger rồi. Bây giờ mình chuẩn bị lái xe quý vị ơi, mình ngồi lên ăn cho đã rồi chứ. Đây đưa cái hamburger đây, review cho quý vị coi. Trời ơi. Ôi giời, nóng hổi gì thổi gì ăn này quý vị ơi. Quậy cho đây. Vui hay quý vị. Đời là phải vui hay quý vị. Muốn làm mà không chịu đưa quý vị ơi. Chương trình đời ngon là lành sẽ vậy. Vui. Mà ai mà cúi ra làm sao mà lấy quý vị. Trời ơi thiệt tình. Mà người Dũng là không có linh động chút gì cả. Trời ơi là trời, khổ thân như thế. Cú ri này quý vị. Trời là phải trời, vui. Ăn uống là đi chơi vui vẻ này quý vị. Mình thường xuyên mình thích đi ca đêm đấy. Sống về đêm. Đây. Đó cái chụp cái đồ đây quý vị. Đâu có khoai tây đâu mà cái chụp. Trời. Đây. Cái này là cá này quý vị.
Cái này là cá. Đó. Miếng cá chiên. Ra sickling. Không, nó để cá mà. Fish, yeah. King fish mà. Dạ chiên á. King fish đây, của ai đây? Mình cầm vô. Cameraman. Còn cái này của ai đây? Chicken nè, cái đó cá mà, fish. Cá mà. Nè, đây. Quý vị, đây. Cái này là cho ông cái technical kỹ thuật. Đó. Còn mình là đặc biệt. Mình vấp bờ đây, quý vị coi nè. À, gia đình heo nè, quý vị có coi chương trình đầu tiên là gia đình heo đây nha. Ủa, có cua gì không thầy? Đây. Cua gì sốt? Đừng có đây, đừng có chọc nữa. Quý vị ơi, có nhiều người ăn hỗn quá, đây. Ngon không? Chỗ này nó làm cũng giống vậy. Đó. Bây giờ thử ăn thử cho quý vị coi nha. Ngon quá, ngon quá. Trời, nướng lạnh hả? Rồi, không bằng hôm qua. Không bằng chỗ kia. Chỗ này thì nó mới làm. Nó có mùi dầu. Nhưng mà không ngon bằng bữa hôm qua. Đó. Nó làm nhiều chỗ khác nhau quý vị ơi. Hôm qua ở chỗ kia ngon hơn. Đây, chỗ này cũng đi nè quý vị. Curry 19 đồng 9 cục quý vị. Cái này là nó bán giảm giá rồi đó. Bán khuyến mãi đây. Đó. Wow. Ăn cũng ngon thiệt. Nhưng mà mình thử curry cho quý vị coi nha. Bữa nay mình đi thỉnh Trung Hỏ. Ở trên đường mình đi vô gặp trường đua phóng sự cũng vui. Bữa nay người ta tập, ngày mai người ta chạy. Bữa nay giật trước. Ngon quá. Bây giờ chấm curry này quý vị. À, mình ăn vậy để nó cho vẻ bình dân chứ không có dương giả gì. À, ở trong 2 mít cách nhau, sợ nó lây bệnh. Mình vừa mở máy cho nó ấm. Ngoài vừa ngồi thưởng thức. Đây. Mình mở lên tới nóng luôn. À, còn bây giờ mình bật xuống chỗ ngồi đậu xe đó. Cái này ngon. Trái lại hamburger không ngon mà cái này ngon hơn hôm qua. Cái này nó mới nó giòn. Mà quý vị nó bán là giảm giá nó hay. Không có cái, có nhiều cái Ogino, cái nguyên si. Không có nhiều cái nó đưa những cái khác vô. Wow. Wow, bữa nay mình trực tiếp giới thiệu quý vị món món ngon của Burger King. Cái này là gà phít bột 9 cục 19 đồng. Có curry rẻ quá. Nếu mình mua cái này không mà 9 đồng rồi, 8-9 đồng rồi. Còn trong đó mình được một cục này, mỗi cục 1 đồng thôi. Thôi quá rẻ. Nó bán giảm giá hả? Mình ăn 3 cục thôi, 2 cục thôi. Mà mình mời cơm ra bàn chứ. Cứ là ngoài cậu ấm mà kỹ thuật cứ mình ăn cho hết. Trời ơi, làm chương trình này phải một người đó quý vị ơi, phải có người giúp cameraman rồi làm chương trình rồi cho nó có vẻ sung tụ một chút chứ. Ngon quá đó. Mình ăn được 3 cái nóng rồi, bây giờ ăn cái này ngon không? Wow. Cái này là bất chợt mà mình được ăn ngon đây. Mình chạy ngon qua đây trù đi chợ cốt. Nhưng mà cameraman ý kiến là vô ăn vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đó, này cậu ấm giờ mua ở đây. Hồi nãy giờ mình đi làm phóng sự ở ngoài. Ngon quá. Quý vị nào có dịp rồi xuống Mánh Mỡ ở ngoài tỉnh thì cái chỗ Hamburger King mà ở Jerusalem gần trường đua này á, nó làm đàng hoàng, nó làm đúng ngon. Nếu mà ít khách, đông khách thì nó còn hơi làm ẩu chút, nhưng mà ít khách thì nó làm bỏ đồ đầy đủ ngon, chứ không phải ai làm cũng ngon đâu. Nếu những người mà kinh nghiệm á thì ta làm ngon, còn mà mướn sinh viên mà mấy cô cậu mà 18-20 nó bỏ tùm lum tà la.
Rồi bây giờ tối nay mình về mình sẽ làm chương trình đưa lên cho quý vị, thì thấy quý vị cảm thấy thích vui và cho một like và xin đăng ký kênh rồi lan tỏa ra, rồi sau đó mình làm thêm chương trình nữa. Xin chào quý vị, hẹn lại lần sau. Xin chào quý vị, ở đây là chợ Rista bán đồ rất là vui đây, bán đủ thứ đồ xài. Và bây giờ mình đi vào, mình đi mua đồ, mình đẩy xe. Mình đẩy xe, mình đi mua đồ. Đây, cái bình này bán 30, 40 còn 30. Đó. Bình gì vậy? Quá đẹp, bình đựng nước. Bình đựng nước. Bây giờ mình đi mua đồ. Xà bông ở đây. Vâng. Đây quý vị. A Huy Hoàng Gia đi nè. A Huy Hoàng Gia đương đi làm phóng sự. Đó, đi mua đồ xà bông. Đây chai xà bông này quý vị, A Huy Hoàng Gia lấy nè. Cái chai này là nó Ustan Baffin quý vị, là dành cho quý vị phụ nữ hay nam giới, nếu mà bị dị ứng xà bông thì mua này rất là tốt. Ở bên Việt Nam cũng có bán ở trong tiệm thuốc tây á. Ở đây rất là rẻ, có 59 đồng một lít. Ở đây giá phải chăng nè. Rồi mấy thứ này cô cần mua không nè, đó giá phải chăng nha. Đây rất là ngon nè. Một lít 30, lít 30 đủ lợi. Nó hạ 25% quý vị. Đây. Hàng hóa đây. Đi đây nè quý vị. Đây, đủ loại thứ, mình kéo mình đi. Hai cá 25 nè. 20. Nofo hiệu mới. Cái này là gội đầu nè. Gội đầu. Đây. Hai mươi lăm phần trăm thôi, không có gì. Đúng, 25% đây quý vị ơi. Đúng. Vâng, đây. Đó, màn đó, toàn là màn đây quý vị. Mấy cái gối này cũng đẹp nè, có 50 đồng này, quá đẹp nè. 50 đồng. Đó, màn con thỏ rất đẹp. Dạ, 40. Đây quý vị. Đây, cái này là 40. 2 miếng. Đó, 2 miếng là 40 đây quý vị. Dễ thương chưa nè. Đó, quý vị coi nè. Đây, quay cái này nè. 40 nè, treo màn lên đẹp lắm nè. 40 quá rẻ hả? Dạ. Cái màn cặp có 80 đồng. Vâng, cặp có 80 này quý vị. Dạ. Cái này là con thỏ. Không, cái này được rồi. Đây, con thỏ nè. Dạ, đây. Ôi, con thỏ này, cái này, cặp này, đẹp quá. Quý vị coi con thỏ nè, ăn cỏ. Đẹp quá. Uống nước rút vô hang này quý vị, con thỏ. Con thỏ ăn cỏ, uống nước rút vô hang. Đây. Một cái, lấy thêm một cái nữa. Không dở lên nha. Rồi. Không dở cái này lên một cái. Đây. Nó tiệm này bán đồ rẻ. Nó có hai loại, cái này nữa nè. Cái màn này cũng đẹp nữa nè. Đây, đủ rồi. Không, cái này được rồi. Cái màn này sáng hơn. Nó tối, màn bông này đẹp nè. Thôi, bây giờ không được rồi, đủ rồi. Cái này. Cái này con thỏ luôn. Nó đẹp hơn cái này, nó tối. Cái này tối che phòng ngủ. Có mua thì mới bắt đầu mình mới lấy, còn không thì thôi. Chứ không mua thì đừng có lục soạn. Ở đây mình thích thì mình mua. Thỏ đẹp á. Đó. Đẹp rồi. Rồi quý vị ơi, hết giờ, bây giờ mình đi phóng sự nữa, nếu mua thì mua.
coi. Dạ. Con thỏ cái đó 100, quý vị ơi. Con thỏ đẹp á. Lấy đây đẹp á. 100, con này 90, cái này 40. Chúng đẹp á. Tiền nó mất. Dạ. Đây, mấy cái này 50 đồng, ngồi trên ghế salon sướng lắm. Và xin mời mình đi nữa. Quý vị ơi, đây cặp con thỏ ăn cỏ. Đây quý vị ơi, con thỏ ăn cỏ. Đây quý vị ơi, đây lấy mấy bộ nguyên luôn đây. Đây bây giờ mình mua hai cái thì sao không quý vị, mình đi đầy đủ rồi, được rồi. Con cọp, con beo, con này con gì đây, không có chơi con chó sói đó. Con cọp bây giờ mình phải chơi con cọp thôi. Mình thích con cọp, không thích con chó sói. Cái nhà có rồi, đi thôi. Đúng. Để dưới này nó dơ quý vị ơi. Cái gói 50 đồng để salon ngồi sướng lắm quý vị ơi nè. Wow. Thôi đừng có ham nữa. Mình thường thường mình bị dụ quý vị ơi. Mình mua mình thấy gì mình cũng ham mà mua gì không bao giờ xài đâu. Đây. Cho tôi xin giùm. Yeah. Cho em xin. Đây quý vị ơi. Đó, thấy cái gì cũng ham hết. 50 đồng cái gối quá đẹp rồi quý vị ơi. Nè. Cái gối 50 nè. Trời ơi, bán quá rẻ. 50. Về bỏ salon ngồi quý vị ơi. Làm chi đâu, nóc mới gì làm. Đó, lót lên cái ghế ngồi. 50 đồng có cái gì đâu. Đúng. Quá rẻ ha. Đúng, bây giờ sao. Nhiều màu quá. Ngồi lên ghế sướng tỏa, cái này ngồi làm cái gối tọa cổ ngồi thiền đó. Quá đẹp, quá đẹp. Ngồi sướng lắm à. Đúng. Mấy cái này nè quý vị, gom tọa cụ. Đúng, được rồi. Đây, đây, rồi. 50, cái này 3 cái 200. Cái 70, ghế nó 70, đây. Không, máy nấu nước. Đây, mình đi ra đường này. Không có gì mua nữa. Đúng không, đủ rồi. Bây giờ không, mấy cái thảm này mình không cần tới chi. Không cần, cái nào mình cần thì mình phóng sự cho quý vị. Yeah. Mình cần thì mình mới phóng sự. Đó, sau này đàn đúc nữa. Hay, đàn Noel đồ, đủ thứ đàn quý vị ơi. Có 7,5 đồng một cây, quá rẻ, trời, ngon quá, đẹp quá. 7,5 đồng. Chai dết này bao nhiêu? 40. Rồi. Kẹo còn có 30 đồng một ký này quý vị. Đó, đàn Noel nè, vẫn còn không có ai mua đâu. Đó, quý vị thấy đàn Noel không? Không có ai mua nữa. Còn 53 đồng thì hạ cũng bao nhiêu để đây. Đó. Dạ. 53 ngàn. Đúng. 53 đồng. Dạ. 40 cái. 40 cái, 1 cái hơn đồng. Thôi mình cũng cần gì nhiều nữa quý vị ơi. Ở nhà nhiều quá rồi. Ở đây cũng không ham gì nữa, mình ở nhà rất là nhiều rồi. Còn cái đèn kiếm là không sụp đâu. Dạ. Mấy đèn này đẹp quá ha, con à. Đúng, đi ra phố điện. Phố ghen còn 40 nè.
Nhưng mà cái này cho xà biên không đẹp. Màu đen. Nè. Đúng, màu xanh. Mấy con chim mà không có cắm điện bằng chơi pin không à. Ôi trời ơi. Vui quá à. Đúng. 115. Đúng. Ít bánh nền. Mấy con chim tạo nghiệp không? Mấy con chim. Quý berry. Đây, quý vị qua đây đủ loại đồ. Đó, đây là Noel còn lại, còn sót lại. Đây. Hôm nay mình đi quay với chương trình này. Con chim. Cái này mình thử mấy con chim. Xong mình đi coi chương trình cuối mùa của Tết. Vâng. Sợi dây. Đó, quý vị thấy cảnh đẹp chưa? Không, không ham gì nữa, đủ rồi. Mình phóng sự từ đó là cũng tạm thời vững vàng rồi. Mà con thỏ đẹp quá. Đây. Vâng. Xong, đèn đuốc đầy đủ rồi. Bây giờ mình lo Tết Việt Nam và cái cành hoa. Hoa mai, hoa đào. Chứ không còn gì nữa. Đây, cái ghế này nè. Cái ghế này còn 3.000 mà còn có 1.200 nè. Go ban in. Cái này 1.700, còn 1.300. Rồi hạ 500. Nè, cái đồ tập thể thao còn 3.000 nè. 4.000 còn 3.000. Ồ, tập thể thao Go ban in 3.000. 4.000 hạ còn 3.000. Đó. Đó, mấy đồ chạy thể thao đó quý vị. Còn cái này là phế giá bu bu rồi. Đó, bây giờ mình đi mua cái này đủ rồi. Xong, đủ rồi. Không thôi, đó là ngồi ngồi đó lạnh. Đấy, cổ ấm ngồi xe lạnh, bây giờ mình đi. Đủ rồi, mình không còn thiếu cái gì nữa. Dạ, vâng, đi.